Cái gì đấy? Gì em ơi? Đâu đâu đâu? Anh ơi, Hùng đâu ra hết rồi? Chị thương đâu? Ui. Ui sợ. Xin chào tất cả mọi người nhé, quay trở lại video của anh em mình nhá. Hôm nay nước cạn, anh em mình đi bắt trai rồi mọi người, nên không đi kích cá nữa. Kích nước cá ít lắm. Nước này nó cạn lắm, anh là không, nó phải đêm cơ. Thế là anh em mình không theo kịp nước, không đánh được. Thế hôm nay đi bắt nghịch ít ốc cũng thế này. Ui. Nếu mà trời rét là anh em mình không mỏ nên là nhiều cá. À nhiều cá lắm. Kêu có cái không? Mùa này có nhiều cái. Đây, chờ đây, cẩn thận nhá. Đây mọi người quan sát cái lỗ này. Đấy. Cái lỗ của những con cái này. Đấy. Cái lỗ to này. Lỗ to này, kiểu vị có cái. Đây. Bắt được cái luôn, một cái bé mà nghe. Specie. Tôi đã. Nhiều lắm, cái này nhiều lắm. Chúng anh em mình tập trung bắt cá thôi. Dìa này, mọi hôm lắm, tép lắm. Ui, cái lỗ to chưa? Đâu? Ừ, sâu lắm. Tốt tùm. Cái gì đấy? Gì em ơi? Đâu đâu đâu? Nào. Ui chắc ủng ấy à? Ui mày quá. Hả? Cá nó dễ à? Cá nào vậy? Hả? Quay ủng hôm nay nhỉ? Trời. Hôm nay mình không phát kích. Không lấy cái gì chặn được. Hay đứng ở khoái. Có chặn được không? Mày thấy nó dễ. Ê, chú lấy cái gì? Ừ, cứ để anh chú lấy cái gì. Ta để cắm cam đấy, cắm cam đấy. Cắm cam đấy. Anh về luôn, tất cả mình về luôn đi. Ủa, nhích lâu dài thế nhỉ? Cá mới mui không chưa kia mọi người ạ? Nó vật cống nước anh trở lên. Mình đã bắt đặt cùa cho nó đã không ra này. Nhìn thấy cá lồi mui mà ạ. Lệnh đích đâu thế nhỉ? Nhanh nhanh nhanh, Hùng đâu ra hết rồi. Chị thương đâu? Ui. Ui. Ui sợi, em mà hút nhiều cá mà anh nhỉ không? Đứng, mày đứng đây thì nó chạy ra hết à. Ui, có con cá vàng này. Kìa, mấy con rồi. Lồi mấy con trên đây rồi. Ui nó ngược cống rồi đấy nha. Ê vượt qua đây. Vẫn 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 nạn rồi, vẫn vẫn kia đây còn nữa. Đây còn nữa này. Ui. Nhanh nhanh nhanh. Chạy đúng con ra. Được một con rồi mọi người. Đấy đánh chạy đầu này đi. Không rồi em lúc em lên là nó ra mất đấy. Ui giết, giết lên đây. Ui nó ngược cống rồi đấy nhá. Ấy còn nữa này. Đàn luôn. Ngon quá mọi người, chép xong rồi. Ui giời, bán ươm luôn mọi người. Tao chép trứng lên đẻ rồi. Mình ngược công nước này. Đây còn nữa này. Ui giời, bán ươm. Đúng đàn rồi. Ngược công nước. Ngon chưa? Ê, bông, ba con. Anh ký rồi nha. Đây. Bắt đi. Bắt nhanh 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 nhanh. Đây con nữa này. Ui. Rồi nhanh 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 này. Ui con to lắm nha. Ui. Ui giời. Ui. Chép sổng ngược nước này mọi người. Ui giời. Đã chưa? Có con nữa. Mẹ con nữa này mọi người.
vàng ươm này. Đây còn nữa này. Có cả chiếc vàng kia. Cá vàng. Tôi có thể thấy. Ui con đây này. Ui. Nó ngược nước đây nè. Ui. Đây. Ui giời lên cái bài. Ui giời cái bắt kìa. Ngon. Được cống anh ạ. Phải đúng nước cống này. Ngon. Đúng chưa? Cứ bắt đi bài này bắt được kêu. Bắt bắt em lấy nè. Ui. Ui giời con này. To chưa? Còn chưa? Còn to rồi. Ui. Đứng nha. Ui. Ném vào dưới. Đưa 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 đưa. Thì phải nó chết bán nó ít tiền. Ui mọi người. Toàn chém to rồi mọi người. Sướng chưa? Uu. Cặp đàn luôn này. Sướng. Anh kỹ xem có con nào lên không anh? Em nghi nó ra nhiều thì em quấy đậy. Đậy anh lâu quá nhỉ. Về nắp còn nắp vợt. Mày quá mọi người. Càng ngược 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 nước cống này. Sướng chưa? Sướng quá. Này, cá nó ăn thiệt anh em mình. Ông ấy bắt được mấy con biết đây. Mấy trăm con gì đấy. Nhìn như xong tay nhỉ. Giờ có cá lên đây luôn đấy. Ngược ngược nước này bật đẻ nhỉ. Không nước chảy. Đấy, mại. Ngon con này bắt luôn. Để lâu chưa không con? Chắc hết rồi. Đấy, chắc vàng lên. Chắc phải là phong sinh. Tôi đi đánh nhà dưới này, tôi ra nhà nào nó đi nhỉ. Đây, sang sang dưới này đánh nhà này nhỉ. Em như con này. Sang 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 dưới bên đây. Phải chép mọi người. Tôi ra nhà nào đấy, không nhảy đâu, tôi dính điện. Buồn hút này không sợ. Úi dồi, sướng nhỉ, này mọi người. Ấy. Trời quá mọi người, chưa anh em mình cầm quá như này. Nước cạn quá. Đi bắt trai cũng thử bắt cá. Ui lầy luôn đấy anh cần ạ. Ướt quần anh chưa ướt quần này. Hạn chế ướt quần. Đấy đúng cái luồng thôi đi vào. Bắn hết người. Bắn hết người. Đi kìa. Cái dừa này đánh anh đi kìa. Cái dừa này trong có cá lên không. Đây này. Cái dừa cũng có mặn theo nước lên này. Có chỗ này có rạch nước vào một cống ngược kìa nó lên kìa. Sướng nhỉ. Đã thật. Sướng. Chưa mà gặp một cánh đã như này. Nào vẫn ở kia mọi người. Thấy cá quấy chạy vội à. Búng quá lúc có búng to anh ạ. Có còn gì nữa. Vừa vứt cả làn chạy mọi người. Sướng. Và đựng cá đó. Anh chỉ ra đánh cho một chỗ này không có con nào nhá. Anh theo đánh cho cái vẹn vẹn nước này. Trời lỗ sai này. Nó có nhận thêm đếch cái con nào có dần nhà cá đó. Ui sướng quá mọi người. Ui làm ốc chưa. Nó ốc vặn lắm anh biết chưa. Nhặt bữa ốc vặn này. Đây mọi người, anh em đánh ở từng đây cá này. Đấy con đấy. Đấy nó con đấy, ui toàn con to này. Đấy. Ngược nước lên cống này lên. Thì bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip này thôi mọi người nhá. Anh đi kiểm tra em có con nào không nhá. Anh em mình đi nhận bữa chai nữa đây. Mày cầm máy nha mọi người.